tốt luôn á. Cái này tốt luôn vậy sao nó gì hoài. Nhện, nhện, nhện. Cây này cũng bị nhện, cháy lá nữa nè. Có anh sống không? Có chị, đi kêu rồi, kêu cô giùm đi. Anh không mất rồi. Cái gì đâu vậy? Nó có cái cháy bị lá nữa nè nha. Đây, cháy bị lá nữa nè. Cây này là tình trạng là bị nhện nhưng mà do xịt dưỡng nhiều nữa nè. Xịt dưỡng nhiều lá quá non nè. Xịt rất hay á. À, do dưỡng nhiều lá non. Cây này già cây rồi. Cây bên này. Cây nhện cũng bị nữa. Ồ, nhện không. Này đỏ lá nè, đỏ mặt trên nè. Cái này có phải thì sâu ăn không anh? Không à, không không có thấy sâu ăn, ở bên kia mấy sâu ăn. Cây nó từng nhiều hợp tốt lắm, lấy dần kẹo luôn. Đây nó là nguyên vườn nè nha, đó nguyên ổ bị chân luôn, bị chân luôn. Nhìn đỏ không à? Nhện, này bị nhện. Nó bu tới đâu lá hư trần tới đó là ổn rồi. Nó giống như muốn khô lá nó luôn. Nó xanh lè luôn, hôm nay nó bị đó. Với lại bây giờ tháng dưỡng quá nó bị dư. Dư. Dưỡng quá nó bị phượt cái đọt ra dài như vậy nữa, cái cây mình nó bị mất tàn, nó xấu tàn. Cái cây nó điều gì nè là mình cứ cần hữu cơ mình đều vô là cái tàn nó không có vượt dài. Rồi đầu mình chờ cái tược nó già già là mình cắt thôi. Còn bây giờ nếu như mình xịt. Xin chào các bạn nha. Như cái video mà các bạn vừa xem á, là tình trạng của cây mai đó là đang bị nhện tấn công đó các bạn. Nhưng mà do chủ vườn họ không biết á, cho nên họ mua cái thuốc dưỡng ở trên mạng quảng cáo á các bạn. Rồi họ thấy vàng lá cái họ lấy thuốc dưỡng đó họ tưới vô gốc. Thì tình trạng cái bệnh của cây nó sẽ không hết nha các bạn. Đối với cây mà bị nhện tấn công là cái lá nó bị giống như bị cháy lá, nó vàng vậy đó. Và nếu như mình không có kịp thời là cái cây nó có thể nó suy luôn. Cho nên là nếu mà vườn mình nhiều quá thì bắt buộc mình phải sử dụng thuốc rồi. Còn nếu như các bạn mà có chỉ có một hai gốc ở nhà thôi á, thì có cách là có thể là bạn sẽ dùng vòi nước các bạn, vòi nước giống như các bạn hay rửa xe đó. Các bạn xịt mạnh vô cái mặt dưới mặt trên của lá luôn. Xịt hết cái cây đó mạnh vô nha, nhớ là phải xịt mạnh. Giống như là gì ta, giống như gió mạnh dưới nước nó bắn qua cho cái con nhện nó bay đi. Thì bạn phải xịt thường xuyên cho cái con nhện nó đừng có làm tổ. Thì nó không có chích hút cái gân lá nữa thì cái cây của mình nó sẽ được hồi phục. Còn về phân bón thuốc dưỡng thì các bạn phải cân đối là thứ nhất là phân nền hữu cơ là phải có ở trong chậu rồi nè. Rồi không có cái chai thuốc dưỡng nào mà cái chai thuốc nào mà có một loại dung dịch mà nó bao quát hết cái nuôi hết cái cây mình các giai đoạn được hết á. Nhiều khi người ta quảng cáo nó bị quá đi. Chứ một cái cây, một cái chai dung dịch thì trong đó không có đủ để mà giúp cho cái cây nó phát triển từ đầu đến cuối, từ giai đoạn đầu đến giai đoạn ra hoa đậu trái luôn, là trong một cái sản phẩm là không bao giờ nó làm được chuyện đó nha các bạn. Đấy, cho nên bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái phân nền hữu cơ sử dụng cho cây mai rất là tốt. Cây mai mình đang quay là cây mai của mình nè. Mình từ đầu tới từ mùa Tết tới giờ là mình chỉ có sử dụng hữu cơ thôi. Còn ở trên lá thì mình phải trừ nhện rồi.
Thôi đầu năm đến nay thì mình đã sử dụng 2 lần nhện rồi đó. Mình đã xịt thuốc 2 lần nhện với bọ chỉ thì khoảng 10 ngày đến nửa tháng là mình xịt một lần với sâu. Bọ chỉ với sâu là xịt chung. Còn xen kẽ đó là mình phải sử dụng thuốc ngừa nấm bệnh, nấm với khuẩn. Nấm khuẩn thì mình sẽ xịt vào giai đoạn là mình gặp trời thời tiết bất lợi với lại trời mưa nhiều đó. Thì khi mà dứt mưa qua ngày hôm sau mà nắng đồ lại tốt đó là bắt đầu mình phải xịt nấm khuẩn. Tại khi mà trời mưa á là thời tiết đã ẩm rồi, nắng lại là nó thời tiết nó ấm lên á là cái nấm khuẩn nó sẽ tấn công. Nó là điều kiện thuận lợi của nấm khuẩn tấn công cái cây của mình thì mình phải xịt mình ngừa nó. Tại nếu mà cái vườn nào mà thông thoáng thì không cần đâu. Nhưng cái vườn chỗ nào mà nó không được thông thoáng, thoát nước đồ nhanh đó, thì nấm khuẩn nó sẽ tấn công đó. Tại nhà mình cũng có nhiều gốc cho nên mình sử dụng thuốc. Rồi giờ mình xem mấy bao phân ha. Đây nè các bạn, đây là phân hữu cơ Autus nè các bạn. Phân này nhập khẩu 100% nha các bạn. Của Dầu Khí Tây Nam Bộ nhập khẩu và đóng gói phân phối nha. Đó, organic 85% hữu cơ. Nhập khẩu từ Na Uy. Sử dụng cho cây mai của mình rất là tốt. Cái lá nó không phải nên nó xanh đậm như những cái nhà vườn khác mà người ta bón phân gọi là DB đó các bạn. Phân tiêu đó. Thì phân tiêu nó dễ làm cho cây bệnh lắm nha các bạn. Nó bón vô thì cây nó xanh đậm lắm, nhưng mà thời tiết bất lợi cái là cây mình khi mà qua một cái mùa Tết đó là bắt đầu cây nó có hiện tượng là chết nhánh. Đó, mà phân hóa học mà sử dụng cho cái chậu của mình nhiều quá là nó mất cân bằng pH ở trong cây, là nó không có ổn định. Cho nên là mình nên sử dụng phân hữu cơ. Cái phân Autus này là mình có thể mình bán lẻ được nha các bạn. Mình có thể giao 1 kg cho shipper được. Đó, từ 1 kg trở lên ha. À, bạn nào mà có vài chậu, khoảng 3-4 chậu, 5 chậu đó, mua 1 kg một lần sử dụng được cả năm rồi. Đó. Đây, mình lấy ra mình xài nè. Đây, mình có một cái cây mai nữa các bạn. Cây mai mình bón phân Autus nè. Đây. Bón phân Autus khoảng 1 tháng mình bón vô 1 lần, tưới nước nó màu xanh lá rất là tự nhiên. À, đây là cây mai bông trắng của mình nè các bạn. À, lá nó to là do cái nhà vườn người ta sử dụng DB nhiều đó. Lá nó to nè, dài nè, do dưỡng nhiều nè. Cây này mình chăm được 2 tháng rồi. Về đây là mình vô hữu cơ chứ mình không có sử dụng cái kích thích sinh trưởng gì hết trơn á. Ở cửa hàng mình là tuyệt đối là không có thuốc điều hòa sinh trưởng nha các bạn. Không có thuốc nào có điều hòa sinh trưởng hết. Thuốc điều hòa sinh trưởng cái tên ở ngoài thị trường nó là GA3, GA4 đó. Đó là sử dụng ban đầu mình thấy tược rồi nó phượt dữ lắm, nhưng mà sau đó là cái hậu quả cũng nặng nề lắm các bạn. Còn đối với bọ chỉ á, bọ chỉ thì mình phải chuẩn bị tới
hai loại thuốc bảo trị cho vườn của mình nha các bạn, ít nhất là hai loại. Tại vì cái con bọ chỉ bản chất của nó là nó sẽ di truyền cái kháng thuốc cho cái thế hệ thứ sau đó, cho nên là ở mùa nào, ở giai đoạn này nè, mình xịt cái thuốc diệt bọ chỉ là loại thuốc này thì 15 ngày sau mình phải sử dụng cái loại thuốc khác. Tại vì 15 ngày sau là thế hệ con của nó, sinh ra là nó đã di truyền cái kháng thuốc của cái lần xịt trước của mình rồi, thì lần thứ hai là mình phải xịt cái loại thuốc khác nữa để nó mới tiêu diệt được cái con thế hệ thứ hai. Chứ mình sử dụng lại cái thuốc của cái đợt một là cái con thế hệ thứ hai nó kháng thuốc nó mới chết. Đó là đặc tính của con bò chỉ nó vậy. Rồi còn thuốc nhện thì cũng nhiều loại thuốc nha các bạn, thì tùy cửa hàng thôi, tùy cửa hàng bán, tại vì thị trường nó cũng có nhiều loại lắm, còn xịt chết hay không là cũng tùy cửa hàng bán nữa. Cây do cái hàm lượng người ta đóng gói trong cái liều thuốc của mình nó cao hay thấp thôi đó, cái đó là cái quan trọng. Nhiều khi không đủ hàm lượng là cái mình không có diệt được cái con nhện. Với lại đặc trị nữa, cái con nhện đỏ với cái con nhện nhung, hai con nhện đó là mình phải sử dụng hai loại thuốc khác nhau, chứ không có cái loại thuốc nhện nào mà nó kháng được, khử được hai con đó đó. Cho nên mình sử dụng đúng thuốc thì cái cây mình nó mới đạt hiệu quả được. Còn nấm khuẩn cũng vậy, cũng phải lựa chọn những cái thương hiệu nào uy tín về chất lượng, về hàm lượng ở trong cái gói thuốc thì mình sử dụng nó mới hiệu quả được đó. Thì chất lượng nó cũng đi kèm với giá cả nha các bạn, nhưng mà vẫn tính ra thì nó vẫn là có lợi hơn là mình sử dụng cái thuốc loại rẻ tiền mà lại không hiệu quả. Rồi, xin chào các bạn nha.